Xin chào tất cả các bạn nha. Thì chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình nha các bạn. Thì đến video hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn, mình sẽ làm cái chủ đề là vẽ ảnh nghệ thuật của bạn bằng bút chì, và cái điểm mình sẽ tô màu bằng bút sáp hoặc có thể là bút dạ quang các bạn. Đó, các bạn thấy cái màu bút sáp mình không? Thì tổng quan là 24 màu bút sáp nha các bạn. Nó đầy đủ các màu nha các bạn. Và tổng quan cũng là thêm 5 màu dạ quang nữa. Đó các bạn thấy không? 5 màu bút dạ quang. Đó, một màu vàng, màu xanh lá, màu hồng, màu xanh da trời và màu tím nha. Còn cái dạ quang đó. Rồi thì hôm nay mình sẽ video cái hình ảnh là cảnh đo núi thác nha các bạn ha. Rồi để không mất thời gian các bạn nữa thì mình sẽ mời các bạn theo dõi nha. Đây dụng cụ của mình gồm có tổng quan là đó, các bạn thấy không? Là một cái tờ giấy trắng A4. Rồi mình xin vẽ luôn chủ đề mình các bạn. Rồi mình sẽ vẽ chủ đề cái bản đồ núi này, mình sẽ đưa về vẽ tờ giấy mình đứng nha. Rồi thì mình sẽ vẽ một tờ khẩu tờ giấy của mình nha. Sẽ phải trực tiếp luôn, còn cần phải ô các bạn. Đây mình sẽ phân lô bố cục ra, thì trên đây sẽ là núi, dưới đây sẽ là con thác tầm sông kênh sông ha, bên đây sẽ là dòng thác đá. Rồi mình sẽ phân lô này trong phân bố cục nha các bạn. Xong đây sẽ là cần đá này các bạn, ha, và có những cái như cái cây những cây cỏ các bạn nha. Thank you.
này nha. Cái nồi đá phía trên nữa. Đá phía trên thì cuối cùng sẽ từ đây. Sẽ phải tiếp tục, đây là cái phần ảnh của ở đây mình sẽ phải thêm một cây.
Đó các bạn, đây là cái phần thác đổ xuống nha. Rồi bắt đầu mình sẽ vẽ tiếp cái dòng thác nó xuống chỗ này nè. Thank you.
chúng ta sẽ tiếp tục vẽ cái phần mà núi ở trên này nha, và những khung cảnh xung quanh nữa các bạn. Thì mình sẽ vẽ tiếp tục những hoàn cảnh mà cái những cái phần cây.
sẽ kết thúc Sam các bạn. Thank you.
Thank you.
xem lên nha các bạn. Rồi thì sau đây mình sẽ cái phần đó, phần là để phần tô màu nha các bạn.
tô màu những cái miếng muối nè các bạn.
nên tô chủ đạo của nó là tô ý chỉ là ba phần màu đất nha các bạn, chứ màu cây mình sẽ không tô màu xanh nha.
suối ra các bạn.
đẹp thì nhớ like chia sẻ kênh cho mình nha các bạn. Đây là bức tranh phong cảnh của mình nè các bạn, vẽ bằng bút sáp. Đó, mình vẽ bằng bút sáp nha. Đó, các bạn có thấy đẹp không? Rồi các bạn có thấy đẹp thì nhớ like chia sẻ kênh ủng hộ cho mình nữa các bạn. Rồi mình xin kết thúc video tại đây. Rồi mình xin chào tạm biệt các bạn, hẹn các bạn ở những clip sau nha. Rồi, mình chào tạm biệt các bạn.